Lấy cho tôi một chai dầu đậu nành Simly. À, Simly nè mẹ ơi. Nhiều năm nay nhà mình chỉ dùng Simply. Nếu không phải là sự tin yêu thì Simply đã không có cơ hội chăm sóc cho hàng triệu trái tim. Nếu không phải là sự tận tâm vì một sản phẩm chất lượng thì niềm tin đã không được lan tỏa tới hàng triệu người. Đó là sứ mệnh của Simply, vì trái tim khỏe, vì nhịp đập yêu thương. Cảm ơn sự tin yêu của bạn đã giúp Simply trở thành nhãn hiệu dầu đậu nành được chọn mua nhiều nhất trong 10 năm liên tiếp. Sản phẩm được Hội Tim Mạch Học Việt Nam khuyên dùng.